Sóc có dám đi nhanh đâu con. Sóc sợ mà. Gấu thích thả dốc bằng cái xe đạp. Sóc ơi, cho anh gấu mượn, anh gấu thả dốc vài lần nào con. Xong rồi anh gấu trả cho Sóc. Con đi xe sắp gì, em thích đi xe đạp này. Thì bây giờ mẹ đang bảo, em ơi, em cho anh gấu mượn một lần thôi để anh gấu thả dốc nào. Không. Mẹ ơi, cái này lâm dòng quá. Thì anh gấu, tại con không biết đi, anh gấu biết đi, anh gấu đi nhanh mà. Thì một thỏa ra thì nó xong phu đi sai. Đấy, kìa em đưa cho anh gấu kìa. Chuyện cao nhá. Nhưng mà không đi được như bố. Cái nào? Cái này cho nó bị. Ủa, cái đấy là ông sư tu sư tạp hả? Sắp phi đi. Ôi, muốn mình kiếm không phải kiếm xe đạp. Từ từ thôi. Con phải đẩy chân chứ thì nó mới lên được chứ. Chân đẩy xuống dưới, chân để xuống dưới đất đấy. Ừ. Con tự đi đi. Nhìn anh gấu phi kìa kìa. Tránh ra để anh gấu phi. Kinh. Xong rồi này. Xong rồi này. Sao đi đâu đây? Bảo để mua cái kia về để nắp cho nó đi đi đi. Thả dốc cho nó dài.